Vừa qua, cộng đồng mạng chia sẻ với nhau một đoạn clip ghi lại hành động của một ông cụ cầm đá ném vỡ kính trước ô tô đang lùi. Không chỉ một, ông còn lặp lại hành động này từ 2 đến 3 lần và khiến cho tấm kính nứt vỡ làm đôi. Không chỉ dừng lại tại đó, ông cụ còn dùng những lời lẽ khó nghe và xúc phạm khiến nhiều người quan tâm. Vừa được chia sẻ cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại hành động của một ông cụ đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Trong đoạn clip, ông cụ khoảng 70 tuổi đang tỏ ra vô cùng tức giận, cầm viên gạch ném thẳng vào kính trước của ô tô đang lùi. Không chỉ một, ông cụ còn lặp lại hành động này từ 2 đến 3 lần và khiến cho tấm kính trước nứt vỡ. Thậm chí sau đó ông còn chạy về phía ghế lái, thách thức tài xế: "Mày quay cái gì? Quay đi, tao chẳng sợ." Dù không rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự nóng nảy này của ông, nhưng hành động phá hoại tài sản khó có thể cảm thông được. Dù như thế nào thì chúng ta cũng nên có những hành động văn minh với nhau và tìm cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Hiện tại, sự việc trên của ông cụ 70 tuổi này vẫn đang nhận được sự chú ý và quan tâm từ tất cả mọi người. Các bạn nghĩ sao về hành động này của ông cụ trên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!